nhiên kìa. Ngôi sao sáng nhất mình từng thấy đấy. Ôi trời ơi, nghe có đèn nói vậy, mặt trời tức quá nên mọc ngược lại luôn kìa. Bởi vì mặt trời mới chính là ngôi sao sáng nhất mà. Có một anh chàng tiều phu vô tình đánh rơi một cái rìu xuống sông. Tiêu, rơi mất rìu rồi. Bỗng nhiên từ dưới sông một ông bụt hiền lên, cầm theo một cái rìu vàng và một cái rìu bạc. À, dạ, rìu của con là rìu sắt, chớ không phải rìu vàng rìu bạc. Tao lên khỏe cái rìu vàng rìu bạc mới mua hoi, chớ không có gì. Ê, ôi trời ơi, kể ra thì đây có phải là ông bụt đâu, đây là ông già thịt khỏe của thì có. Cấy tóc chuyên nghiệp, độc tờ trớt, cấy răng cấy tóc là gốc con người. Cậu làm sao để cái đầu tôi giống cái đầu cậu, bao nhiêu tôi cũng trả. Dạ, anh cứ yên tâm ở em. Dạ, của anh hết năm chéo. Trời ơi, thay vì cấy tóc cho ông kia, thằng trớt lại cào đi cái đầu của nó để lấy 5 triệu dễ dàng chưa kìa. Chồng về rồi đây, đừng giận mà vợ, anh hứa sẽ thay đổi mà, anh hứa sẽ không đi nhậu nữa. Tao biết ngay mà. Hả? Tao biết mày sẽ đối xử với anh em như vậy mà. Vợ tao đâu? Vợ mày bỏ đi từ tuần trước rồi. Trời ơi, chú ba sợ bạn buồn nên đóng giả vợ bạn. Ai dè bạn lại muốn bỏ nhậu, bỏ luôn cả anh em luôn kìa. À mà khoan, chú ba đóng giả vợ của chú kia một tuần, vậy có nghĩa là họ ngủ với nhau cả một tuần vừa rồi à? Con thích chị này quá, nhưng con tự ti về vẻ bên ngoài của mình. Đừng sợ con yêu, chỉ cần sự chân thành là sẽ có được tình yêu đẹp. Con hiểu rồi à? Cảm ơn bố mẹ. A few moments later. Tại sao ông lại lừa tôi hả ông già? Ôi trời ơi, xem ra sự chân thành của anh chàng này chỉ đổi lại được cái chân gà thôi ạ. Trước khi tin lời của bố thì hãy nhìn lại cái mũi của ông già như này, chắc là uy tín lắm ha. Nếu lỡ tôi chết sớm, ông có lấy vợ mới không? Chắc là có. Ông có cho vợ mới vô ở chung trong nhà này không? Chắc là có. Vậy ông có để cho vợ mới ngủ trên cái giường của tôi không? Chắc là có. Vợ chồng mà, vậy chắc ông cũng để nó lấy xe tôi chạy luôn phải không? Cái này thì bà yên tâm đi, cô không biết đi xe số, cô chạy tay ga không hả? Ôi trời ơi, bà Tám mới hỏi gai mấy câu mà ông Tám đã nói lộ ra. Ông ấy đang quen một người chỉ biết chạy xe tay ga, không biết chạy xe số kìa. Ở đây có bản ký ức. Nghe là vậy, qua xem thử. Bạn cho tôi một ký ức đẹp. Ok. Ok gì vậy? Sao con lợn kia lại cầm cái dao? Đừng bảo nó bản ký ức là một ký ức của con gà á nghen. Nè, ở đây con chủ, bạn ngồi cạnh bạn nữ này nha. Ủa, bạn không muốn ngồi gần mình hả? Đâu có, mình không ngồi được. Thấy thân bơm cứ đứng mãi, không chịu ngồi. Thế là cô gái kia bỏ đi. Khổ quá, bị trị không ngồi được. Ôi trời ơi, khổ thân thân bơm thiệt chứ. Ngồi xuống thì đau đít, mà không ngồi thì cô gái kia lại tưởng nó xem thường cô ấy nên bỏ đi rồi kìa. Anh còn hai căng đang sửa nốt, chưa nhận nhà nữa. Vừa đẹp trai mà là giỏi trẻ. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh 2K2. Còn em? Ui vừa lừa ạ. Ôi thôi thôi, mày gọi tao bằng cô được rồi đấy. Tao mà cười sớm, tao đẻ cả ra mày rồi ý. Bạch Cột Tin đang đọc Snow White. Cô ấy sống sót sau một trận bão tuyết nên được đặt tên là Bạch Tuyết. Xin chào ạ, PTS4869. Ê, trời ơi. Theo như logic của Snow White thì Conan sống sót sau khi uống thuốc APT4869 nên đặt tên cho cậu ấy như thế này cũng hợp lý mà.
ta nói chó tới nhà là hên lắm. Cha ơi, hên gì cha nội ơi, con rơi của tôi nó tới kiếm tôi bắt vả đó. Chăn cừu nhàn thật, cứ để bọn nó tự chơi với nhau. Sói đến bắt hết cừu rồi kìa anh ơi. Sói cụt ngay. Bài bạc trái phép lên đồn, lại còn chống người thi hành công vụ. Với cái tội chống người thi hành công vụ này thì chắc con đèn cũng bị xử nhẹ thôi, nhưng mà nặng người khiêng. Bé hai đang rất cố gắng tập cho bạn mình cách chơi bóng rổ. Nope. Chưa được, ném lại. Nope. Lại lần nữa. Vào, vào rồi. Trời ơi, ra bé hai tập cho bạn ném bóng rổ tốt là để nó chọn vị trí tốt nhất mà bác Hoa cười cho chuẩn à. Thằng Mai đang đến một cửa hàng bán đồ da. Bé mua quà cho bố hả? Dạ, em đang phân vân không biết mua loại nào. Để anh giúp em lựa nha. Dạ, em tặng nhân dịp gì? Thằng Mai chẳng nói chẳng rằng, liền đưa phiếu báo điểm lên. À, thử trước mẫu da trắng khổng lồ Nam Mỹ nha. Ôi trời ơi, thì ra bảng điểm thấp thế kia thì nên mua tặng cho bố cái thắt lưng da nào, đánh vào cho ít đau à. Cô giáo bảo em về nhà vẽ hình ngôi nhà, anh vẽ cho em với. Dễ, để tao lên mạng tìm hình nào đẹp, tao vẽ lại cho. Trời ơi, con chim cảnh cụt này đang học cấp 1 chứ có phải là đang học đại học kiến trúc đâu, mà con này lại vẽ ngôi nhà giống như kỹ sư vậy. Các cậu đã tiêu diệt được Skarkin rồi, nhưng vẫn còn một con khỉ đỏ ngoài kia. Liên minh của ta bây giờ là bá chủ rồi, sợ quả gì con khỉ nào nữa. Phía rồi, hỏng ngủ y, ồn nào quá. Trời ơi, tưởng liên minh của con công là bá chủ rồi chứ, nhưng ai ngờ cơn ác mộng của nó là Super Saiyan 4, Vegeta. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.